hai hiểu lầm chúng mình luôn có về việc chăm sóc bản thân. Đầu tiên, muốn răng trắng đẹp thì phải đi nha sĩ như idol. Hai, muốn da đẹp cũng phải dùng serum đắt tiền như idol. Sự thực là đó chỉ là cái cớ chúng mình tự viện ra để lảng tránh khỏi sự thật. Chúng ta có thể đang không làm sạch da mặt và răng đủ và đúng cách. Không loại bỏ chất bẩn thì không có một dưỡng chất thần kỳ nào có thể làm chúng khá hơn được. 2021 rồi, đã tới lúc phải đầu tư thêm vào bản thân. Tại sao không đầu tư vào combo bàn chải và máy rửa mặt điện? Đây là Brushy, giải pháp tiết kiệm 2 trong 1. Chỉ một lần đầu tư mà chăm sóc được cả da mặt lẫn da tốt hơn. Trong một hộp sản phẩm xinh như thế này cũng rất hợp làm quà tặng, cùng một thân máy, hai đầu bàn chải, một đầu rửa mặt và một chân sạc USB. Mỗi lần sử dụng chỉ cần thay đổi giữa hai đầu rồi xong thì đã lên chân sạc là sẵn sàng cho ta mang đi mang lại khắp nơi rồi. 20 năm cuộc đời, 20 nồi bánh trưng chỉ dùng bàn chải thường. Cả Mo và các bạn đều biết chúng mình đang không đánh răng chuẩn theo nha sĩ khuyên. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra chúng ta thường đánh răng quá mạnh mà lại không vào đúng những kẽ răng, kẽ bẩn cần loại bỏ nên đã không làm sạch răng đủ, lại còn làm hại cả men răng nữa. Chính là thiết kế cong mà lông bàn chải của Brushy có thể ôm sát vào răng giúp làm sạch các mảng bám và cả những kẽ sâu. Không chỉ làm sạch, Brushy còn xử lý tới 5 vấn đề với 5 chế độ khác nhau. Mỗi chế độ sẽ có âm báo, độ rung và lông bàn chải đánh các hướng khác nhau. Chế độ đầu tiên là clean, làm sạch kỹ càng và đánh bay mảng bám. Chế độ thứ hai là whitening, làm trắng răng hiệu quả. Chế độ thứ ba là polish, quay nhanh và làm răng trắng bóng. Chế độ thứ tư phải là chế độ Mo hứng thú nhất, đó là chăm sóc níu và loại bỏ hôi miệng. Vì kể cả khi đánh răng 2 ngày một lần, việc chăm sóc không kỹ sẽ dẫn tới những mùi không thoải mái. Chế độ này sẽ còn massage cho níu của mình và đồng thời loại bỏ về chảy máu trong răng. Và cuối cùng là sensitive, dành cho răng nhạy cảm. Lần đầu sử dụng nên Mo sẽ thử chế độ nhạy cảm trước. Cách sử dụng bàn chải điện hiệu quả nhất là không dùng lực. Mình có những lông bàn chải mềm mại đang rung liên tục và cũng đủ nhỏ để lên vào các khe hở trong răng. Nên trách nhiệm của chúng ta là để yên cho chúng làm việc. Hãy di chuyển thật nhẹ và từ từ, lướt sẽ các phần ngoài, trong, trên, dưới của hàm răng mỗi lần ít nhất 30 giây nha. Và điều làm em Brushy này hiệu quả và xứng đáng với giá tiền của nó chính là việc sử dụng sóng âm với 31.000 lần rung trong 1 phút. 31.000 lần. Và về rửa mặt, dù một đã qua tay các sản phẩm máy rửa mặt khác trước đây, phải công nhận rằng thiết kế này giúp việc rửa mặt dễ dàng hơn rất là nhiều. Thường thì chúng mình hay phải cầm cả chiếc máy, còn giờ đây chỉ phải cầm đúng thân máy ngang ngực thế này thôi. 2021 rồi, nếu có điều kiện nhất quyết nên phải đầu tư vào một chiếc máy rửa mặt. Mặt không sạch thì không có một thứ serum thần kỳ nào có thể giúp da mặt chúng ta khá hơn được hết. Việc chuyển sang rửa mặt cũng rất là nhanh. Như đã nói, công nhận là thiết kế này giúp ta rửa mặt thoải mái hơn rất là nhiều. Chính chiếc đầu máy này tưởng nhỏ nhưng có võ, nó giúp ta luồn lách vào nhiều bộ phận trên da hơn. Chính phần cánh mũi luôn khiến mình khó chịu khi rửa mặt thì em đầu chải này cũng xử lý được. Kế chốt lại, nếu bạn tự thừa nhận rằng mình đang không chăm sóc da mặt và răng đủ và đúng cách và muốn sử dụng lì xì năm nay vào một điều gì đó có ích, hãy thử nghiên cứu Brushy nha. Sử dụng bàn chải và máy rửa mặt điện sẽ là động lực cho 2021 này của bạn có một hàm răng trắng hơn, khỏe hơn và một làn da sạch hơn để sử dụng serum thật đáng đồng tiền bát gạo. Và quan trọng hơn là em ấy không chỉ tiết kiệm mà còn có sẵn, khỏi cần order đâu xa. Yay.